Chiều ngày 28 tháng 6, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị ban thường vụ huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024. Dự hội nghị có đại diện một số ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, các đồng chí trong thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện. Tại phiên họp, ban thường vụ huyện ủy nghe và cho ý kiến vào các nội dung theo chương trình công tác. 6 tháng đầu năm 2024, ban chấp hành đảng bộ huyện, ban thường vụ, thường trực huyện ủy tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Lãnh đạo triển khai các bước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo đúng kế hoạch, trình tự, thủ tục quy định, có sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kinh tế tiếp tục có sự phục hồi và tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 đạt 6,54%. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt 395 tỷ 239 triệu đồng, đạt 82,1% so với kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 914 tỷ 699 triệu đồng, đạt 63,3% kế hoạch năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, các chế độ chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo và giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2024. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện, tháo gỡ khó khăn để thực hiện một số chỉ tiêu được ban thường vụ tỉnh ủy giao, song tiến độ còn chậm so với kế hoạch. Để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra năm 2024 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được ban thường vụ tỉnh ủy giao năm 2024. Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025 đảm bảo đúng tinh thần nghị quyết 37, kết luận 48, chỉ thị 49. Cụ thể hóa triển khai thực hiện chỉ thị số 35, ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.